Bài thơ không đề. Ra đời sau năm 1945, chưa biết gì về chiến tranh. Tuy vậy, dù ít dù nhiều, chúng tôi tất thảy đều là từ cuộc chiến ấy về đây. Sự thực thì viên đạn đó đã bay suốt mấy chục năm trời nay ròng rã, nhằm đúng vào ngày này, vào vườn cây kề cửa. Vào vầng mặt trời đang ló trên đầu tôi. Trên một cánh đồng tiệp khắc xa xôi, tôi đã cùng bố tôi bò toài và sống sót. Thành một người từ cõi khác.